这家伙好撑了劲。那就这，小心老大。好，你把礼物给爸爸看一下吗？啊，都在包里啊，都在这里面了，这里面。没事。对，在车上休息。猫蛋，肉này ngon lắm đấy. Nói chung là bán đắt rồi. Cái này phải mua, phải kiểu như là phải săn để mua ấy. Thế là hôm nào ấy làm lễ thắp hương các cụ tổ tiên. Còn cái này cũng là thuốc lá đắt nhất, với cả chín nhất Trung Quốc. Trung Hoa, đấy. Trung Hoa. Trung Hoa. Đấy. Trung Hoa. Con chưa nghe bao giờ, nhưng cái này là con nghe rồi. Không ống thô mà chú. Đây là mũ của A3 đây. Mùa đông nha. Cái này đâu cũng mua, con đặt nhưng mà xong rồi là bộ mang về anh chị mang về cho. Còn cái này là quà của anh chị mua cho mẹ này. Đây. Mọi người. Anh chị hỏi là A3 sờ cái mũ này có dày quá không? Đây là mổ đông à, từ đông thiên đại đó. Đúng rồi. Xoài.好，你把这个打开，你跟妈妈看一下吧。对，中国的丝绸，你跟他解释一下。丝绸。中国丝绸。Nó tặng một cái quạt nhỏ. Giống như kiểu bà hoàng hậu đúng không? Đúng rồi, họ quàng lên đấy. Mùa đông là cái sư cơ sư tự xiêu, tổ phu sư. À, tổ phu sư. Ờ, như giống như cái này, phải không? Giống như cái này. Nó là sư tử. Đúng rồi. Căn nhà của các bà ngày xưa. Cái này đúng không? Cái này làm được nhiều kiểu. Ôi nhờ, cái này làm được nhiều kiểu. Mùa đông này chào rồi. Rồi, vậy xin chào. Đây là cái茶叶. À, cái茶叶 là A和买的茶叶. Hay là茶具你打开吧, 好吧. Đây là cái này là cái 毛巾。你先把茶具打开可以，好吧？茶具放这吧。阿和，中国那个茶具，你跟他拆开看一下。跟那个阿爸带的。这个是那个毛巾吗？不是茶具，茶具喝茶的工具。茶具。嗯。我现在才知道。对。中国茶具，哇！给他演上了啊！你等一下，可以教教他，对。他会用。给那两个红茶。对，红茶没了。阿爸，赶紧出来，准备关。对。茶座啊，这个有功能吗？对，它是放东西的啊，放在那里，放那里。茶用，茶用，对，倒茶，倒茶。倒。绿茶。好，谢谢你。
你得把太漂亮了，我今天才知道，我还以为是包装什么东西。那我不拉怀疑，妈妈还以为是放衣服啊。懂了懂了，嗯，嗯，也行，对。我真的把手给你们。对。看着能看懂。阿妈先，阿妈先你的位啊。啊，就过高了。哈哈哈哈哈。是眉毛还高还高的。嗯。下个高还高。喂，我爸爸今天关注中国的东西了。啊。做完了才发的工资呢。然后这个是给客人，对，给客人喝的杯子啊。啊，这是加茶叶，加茶叶。嗯，这样对。加茶叶，加啊，拿茶。嗯，那不加。那你加那里的那个茶？嗯，那中国不加就那茶茶。青蛙，好面重。中国好讲究的，对，喝茶是这样，这样方便一点啊，品茶喝茶。太感谢哥哥嫂子了，哥哥嫂子太幸运了。看我要散果，欢迎你们，要散果，散果啊，除了这个茶还有的是那个茶，那个茶的话是阿和之前买的，啊，我们是在展会上买的。广德还是温南吧，广德吧，好像是。广西还是广德，广德好像是。啊，广德。啊，这个是阿和你在展会上买的，是不是？对。啊。对，这个是。对，都可以喝茶，所有茶都可以这样啊，用这个套具。然后咱们路上去录了该。我爸爸说现在就试一下。可以啊，拆可以拆试一下啊，拆一个啊，拆那个茶叶吧。这个是这个茶叶，之前我们就得哈，就是你擂甲花，懂不？就是海甲，对，就是采茶这个烤花，咋烤？那美。这是我们泰族的，就是少数民族，也是这个这个还不简单，给你带来啊，但是他们没有包装茶。所以这个就是在广西呀、啊，广西的也靠近越南了，都是广西和云南的。对，广西，嗯，广西特产啊。那这个要问什么？嗯。然后这个是给那个弟弟的衣服，你给他啊，弟弟的衣服。哎，哥好，你好，哥啊，啊，上学了啊。哎，老张人。对，老街啊。他对，我们就是住在这边哈，鹅堆嘛，啊。老街不会隔口，对对，嗯。那时候我爸爸想看一下，就是那时候才看到这个。有开水吗？啊。
要洗一下啊。Nhai Trung Quốc. Bây giờ nghiện Trung Quốc rồi. Đây để con lấy chắc gì. Là cái người cũng một đứa cũng một người. Thầy yêu phong bình xong. Ba cảm thấy cái gian 怎么样啊？后头。感觉这个味。特殊的野马，我特。爸感觉很香。嗯。那红糖因出品了吗？红糖品了吗？就爸感觉。这个，这个呢，我倒肉啊，这肉从我倒肉不听。嗯，爸感觉很香，嗯，味道没那么重，就是。嗯，我也感觉香啊。香烟嘛，我们中文就叫香烟。人吸烟的时候感觉。太丑了，对啊，但是这个烟不丑，像我在旁边闻着好香，哎，那里有鱼，那里有鱼，喷喷，喷喷，这把这个喷喷，平常我ghét mấy ông hút thuốc lá lắm, kiểu đứng cạnh mùi, nhưng mà cái thuốc này thôi thì nó thơm thật, mày nhiệt nhiệt đấy, nhiệt cần bao lâu rồi, thuốc chúng có nhẹ, kể cả thuốc lầu cũng thế nhẹ mà nó thơm.